Xin chào các bạn khán giả thân yêu đã quay trở lại với Khám phá cùng Mít. Các bạn thân mến, trong thời điểm hiện nay, dịch bệnh rất là căng thẳng, cho nên là tìm kiếm một việc làm phù hợp không dễ dàng gì và không ít người đã chấp nhận làm những công việc nguy hiểm để mưu sinh cho cuộc sống bản thân và gia đình. Vậy các bạn có tò mò muốn biết những nghề nguy hiểm nhất thế giới hiện nay là gì không? Đừng bỏ lỡ video ngày hôm nay và cùng Mít tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Một, nghề đấu vật cá sấu. Cá sấu là một loài rất hung tợn và hoang dã, vậy mà có những người đủ gan dạ và khả năng để đối mặt với chúng, thậm chí là hạ gục chúng chỉ với tay không. Đó là công việc đấu vật với cá sấu để mua vui cho người xem ở những sở thú. Đây là công việc thường ngày của những nhân viên tại một sở thú ở Thái Lan. Hàng ngày họ sẽ phải đấu vật với những chú cá sấu to lớn và hung dữ được nuôi thả tự nhiên để mua vui cho người xem. Một trong những hành động nguy hiểm của công việc này là đưa đầu của mình vào miệng của một chú cá sấu đang há to miệng. Chỉ cần một chút lơ là và không cẩn thận, rất có thể họ sẽ phải nằm trong menu thực đơn bữa trưa của cá sấu. Những người đã chứng kiến cảnh tượng này đã rất hứng thú kể lại rằng những con cá sấu thật linh hoạt nhưng không phải lúc nào chúng cũng lim dim ngủ. Chúng nhai cắn gậy tre và người biểu diễn bành miệng ra chui đầu vào đó. Họ giữ tư thế đó một lúc lâu, người biểu diễn còn đút tay vào sâu bên trong. Màn biểu diễn quả là thót tim. Giá xem mỗi show khoảng 15 USD và được nhiều du khách đánh giá là vô cùng đáng sợ nhưng cuốn hút. Thế nhưng trên thực tế, không ai có thể nói rõ nghề này kiếm được bao nhiêu, nhưng con số khả dĩ nhất có thể là 8 USD một giờ. Tuy nhiên, điều này không thể thay đổi một thực tế là bạn thực sự đang làm việc với một con cá sấu, loài động vật dễ dàng khiến người biểu diễn kia mình ơi ở lại đầu đi nhé. Thử tưởng tượng, nếu như con cá sấu kia không hề thân thiện và chỉ trong chốc lát, đấu sĩ sẽ phải làm mồi cho con cá sấu. Điều này thực sự rất ám ảnh đối với những người yêu tim. 2. Nghề đấu bò tót. Đấu vật với những chú bò tót là một công việc nguy hiểm nhưng lại cũng rất có thu nhập, đặc biệt là ở đất nước Tây Ban Nha. Con bò tót Tây Ban Nha được dùng trong các trận đấu bò cực kỳ hung dữ, chuyên nuôi để phục vụ đấu bò. Con bò đã đấu một lần thì sẽ không được dùng tới bởi bò ra trận lần thứ hai thì không còn hung dữ như lần đầu nữa. Giống bò Toro Bravo là giống bò cổ chỉ dùng để thi đấu, có dáng hình lực lưỡng, nặng từ 400 đến 600kg. Những con dùng cho các trận đấu trước được nuôi dưỡng không dưới 4 năm và rất hung dữ, có thể giết chết các đấu sĩ nếu họ sơ sẩy. Để luyện tính hung dữ cho bò đấu, chủ các trang trại nuôi bò Toro Bravo không bao giờ cho phép người lạ xuất hiện. Thời xa xưa, tổ tiên của người Tây Ban Nha sử dụng giống bò này trong các trận chiến với kẻ thù. Đằng sau các trận chiến oanh liệt với loài bò tót hung hăng là những mức lương cao ngất ngưởng hoặc cũng có thể là thất bại ê chề, thậm chí là cái chết đau thương. Đấu sĩ sẽ phải một mình đối mặt với sự điên cuồng của chú bò tót, hứng chịu những cú húc bằng chiếc sừng nhọn hoắt vào người. Mặc dù nguy hiểm là vậy, nhưng không ít người vẫn không thể tránh khỏi sự cám dỗ của nó. 3. Nghề cưa bom. Chỉ mới nghe tên thôi, chắc hẳn đã khiến không ít người phải rợn tóc gáy, bởi nghề này thực sự nguy hiểm, thậm chí chết người nếu chẳng may lỡ tay khiến cho quả bom phát nổ. Điều đặc biệt là nghề này chỉ có riêng ở Việt Nam, thế mới tài chứ lị. Tại thôn Tân Hiệp, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, vẫn được người dân tỉnh Quảng Trị còn được gọi là làng cưa bom bởi một thời gian gần 90% dân số kéo nhau lên rừng đào tìm phế liệu chiến tranh. Khi đó nhà nhà, người người đều lên rừng ra phế liệu, tìm kiếm mảnh bom, vỏ đạn còn sót lại để bán lấy tiền kiếm cơm qua ngày. Ruộng đất ít, người lớn thì không có nghề, trẻ em thì bỏ học sớm, nên ngay cả những đứa trẻ 9-10 tuổi cũng đi giả phế liệu vì miếng ăn. Hình ảnh hàng chục thanh niên ngồi bên vệ cỏ chờ bốc hàng đã trở nên quen thuộc. Những quả bom với đủ kích cỡ khác nhau đã được truyền tay và hạ thổ, chất thành đống cao như ụ rơm. Khắp nơi chỉ toàn những tiếng cưa, đục, chàn chát, tiếng loảng xoảng của kim loại khiến những người mới tới đây nếu không chịu được vì đình tài nhức óc. Tuy nhiên, điều đó không hề khiến những người cắt bom cảm thấy tự hào vì họ đang đánh đổi cả mạng sống của mình từng giây từng phút để lo cho cuộc sống mưu sinh, kiếm miếng cơm manh áo của mình và người thân.
Bất hợp lý hơn nữa là nghề nghiệp nguy hiểm như vậy nhưng họ chỉ kiếm được 100.000 Việt Nam đồng một ngày. Bạn đã gặp hình ảnh này hay đã nghe câu chuyện cưa bom nào chưa? 4. Nghề cứu hỏa. Đây là một nghề mà ở bất cứ đâu trên thế giới đều nhận được sự tôn trọng của mọi người, bởi người lính cứu hỏa đã liều thân mình trước ngọn lửa để cứu lấy sinh mạng của biết bao người khác. Do đặc thù của công việc, có nhiều yếu tố gây căng thẳng nghề nghiệp ở người lính cứu hỏa. Họ luôn phải trực chiến 24/24 và cả 7 ngày trong tuần, 12 tháng trong năm. Nghề này đòi hỏi phải có sức khỏe dẻo dai, tinh thần thép và có thái độ hợp tác, bởi lính cứu hỏa phải luôn làm việc theo đội. Nhiệm vụ chính của lính cứu hỏa là đối phó với các cuộc gọi khẩn cấp, đánh giá tình huống nguy hiểm và phản ứng một cách thích hợp. Lính cứu hỏa thường xuất hiện đầu tiên để hỗ trợ thiên tai, tai nạn công nghiệp, tai nạn xe hơi và trường hợp khẩn cấp khác. Xử lý những đám cháy, tìm phương án cứu người bị nạn là nhiệm vụ đồng thời đó là thử thách liên quan trực tiếp tới tính mạng của những người lính cứu hỏa. Việc lao vào đám cháy là họ sẵn sàng đối diện với hiểm nguy, không kể nguy hiểm từ lửa, áp lực khói, những khí độc trong đám cháy, thậm chí những ngôi nhà xi măng cốt thép có thể đổ sập bất cứ khi nào. Bên cạnh những nguy hiểm trực tiếp từ đám cháy thì ảnh hưởng về sau này đối với những người làm nghề cứu hỏa cũng đáng lo ngại. 5. Thợ hàn dưới nước. Nhân viên trong lĩnh vực này sửa chữa đường ống, tàu bè, đập nước phải đối diện với một loạt các nguy hiểm bao gồm các vụ nổ và nguy hiểm do chênh lệch áp suất. Nghiên cứu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho thấy các thợ hàn dưới nước chết với mức độ cao gấp 40 lần so với mức độ tử vong trung bình ở Mỹ. Họ phải đối mặt với hàng loạt nguy hiểm trong công việc mỗi ngày, bao gồm cả nguy cơ sốc, nổ, bệnh tật. So với những người thợ hàn trên mặt đất thì người làm nghề thợ hàn dưới nước phải đối mặt với những nguy hiểm bất ngờ không thể nào lường trước được. Những người thợ hàn luôn phải tiếp xúc với rất nhiều khí độc từ những thanh kim loại, khí thủng, khí beryllium gây viêm phổi cấp tính. Rất nhiều người bị mắc bệnh đục nhân mắt do tia sáng khi hàn và còn bị điện giật nữa. Theo thống kê, mỗi năm có tới 200 người làm nghề thợ hàn dưới nước phải chết bởi nguyên nhân trên. Nghề diễn viên đóng thế. Một diễn viên đóng thế thường thực hiện các pha nguy hiểm để sử dụng trong phim hoặc truyền hình. Các pha nguy hiểm được thấy trong phim và truyền hình bao gồm các vụ tai nạn xe hơi, ngã từ độ cao lớn, kéo ngã, ví dụ ngã ngựa, và các vụ nổ. Có rủi ro cố hữu trong việc thực hiện tất cả các công việc đóng thế. Rủi ro lớn nhất tồn tại khi thực hiện đóng thế trước khán giả xem trực tiếp. Trong các buổi biểu diễn được quay phim, các cơ chế an toàn có thể được chỉnh sửa xóa khỏi phim khi làm hậu kỳ. Trong các buổi diễn trực tiếp, khán giả có thể thấy rõ hơn nếu người biểu diễn thực sự làm những gì họ tuyên bố hoặc có vẻ như làm vậy. Để giảm thiểu nguy cơ thương tích hoặc tử vong, hầu hết các pha nguy hiểm đều được biên đạo hoặc trang bị các thiết bị để làm cho chúng trông có vẻ nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, quá trình thực hiện đều trải qua các cơ chế an toàn. Mặc dù đã được theo dõi kỹ và kèm theo các cơ chế bảo vệ, các pha đóng thế vẫn còn rất nguy hiểm và thử thách sức khỏe của người đóng thuế. Bất kể cảnh nào trong phim đều có diễn viên đóng thế góp mặt. Tuy nhiên, có rất nhiều cảnh mà chính người đóng thuế cũng không thể lường trước được cái chết ở ngay trước mắt và cũng không phải lúc nào họ cũng gặp may mắn. Do đó, những người gắn bó với nghề này lâu năm hẳn phải có một trái tim rất nhiệt huyết và một tinh thần cực kỳ dũng cảm. Nghề lau kính nhà cao tầng. Ngành nghề này xuất phát từ các nước phát triển hàng đầu trên thế giới. Ở đó họ có rất nhiều những tòa nhà cao chọc trời, hàng năm cần phải bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh làm mới. Vì vậy họ rất cần phải có một đội ngũ chuyên nghiệp, nhưng lắp đặt máy móc thì rất khó khăn, tốn kém và mất rất nhiều thời gian. Chính vì thế, họ đã chọn phương án đu dây giống như những người leo núi để tiến hành thi công một cách linh động phù hợp, tiết kiệm thời gian và chi phí thấp. Nghề đu dây lau chùi vệ sinh kính nhà cao tầng cũng bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam sau những năm 2000, khi các tòa nhà bắt đầu mọc nhiều, khi có nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Số lượng người lao động tham gia vào nghề lau kính nhà cao tầng cũng ngày một tăng lên do mức lương tương đối cao hơn so với những ngành nghề khác. Đây là một công việc đặc biệt nguy hiểm mà không phải ai cũng có đủ gan dạ để làm nó. Trước hết bạn phải là một người thực sự bình tĩnh và cẩn thận từng chút một, bởi nếu bạn sẩy chân một chút là có thể mất mạng ngay tức khắc. Lình kỉnh mang theo rất nhiều vật dụng bên mình như dụng cụ lau kính, nước,
dụng cụ rửa kính, thiết bị giữ thăng bằng, dây đế cao su có độ bám dính cao, nước uống. Những thợ lau kính sau khi kiểm tra các dây buộc an toàn, dây cứu sinh thì bắt đầu từ từ thả mình xuống từ đỉnh tòa nhà. Công việc của họ không chỉ đơn giản là làm sạch bụi bẩn mà còn phải giữ mọi thứ an toàn bên mình, ngay cả những dụng cụ tác nghiệp phải không cho rơi rớt để không xảy ra tai nạn cho chính bản thân họ lẫn người bên dưới. Những người làm nghề này phải leo lên các tòa nhà cao tầng cách xa mặt đất đến hàng km chỉ để lau bụi ở cửa kính. Trên thế giới, những người làm nghề này được trả lương rất cao, nhưng ở Việt Nam, lương cho công việc nguy hiểm này chỉ được trả từ 6 đến 7 triệu một tháng. Chúng ta vừa điểm danh 10 công việc nguy hiểm nhất thế giới. Bạn cảm nghĩ như thế nào? Hãy để lại comment bên dưới phần bình luận nhé. Đừng quên ấn subscribe kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ Mít nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!